lần đầu mình làm bánh chưng. Mẹ bảo như chậu nguyên liệu ngon nhất từ thiên nhiên, nên mẹ dùng ai đâu mà con. Bí quyết bà chỉ mẹ đó. Cho ba nè, cho mẹ nè, cho chị nè. Giỏi quá. Bánh nhà mình năm nay sẽ ngon lắm đi. Ajinomoto, mái ấm ngày xuân.